Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mini Me Planet Cuộc Sống USA. Hôm nay Kimberly sẽ vào bếp và chia sẻ tới cô chú anh chị và các bạn cái cách mà Kimberly nấu súp măng cua nha các bạn nha. Những cái nguyên liệu mình nấu súp măng cua ở đây á các bạn. Hôm nay á là Kimberly dùng cái măng tây. Mình nấu súp măng cua với măng tây thay vì mình dùng cái măng Việt Nam ha. Thì theo Kimberly thấy á, mình nấu bằng cái măng tây này á ngon hơn. Cái phần măng tây ở đây là Kimberly dùng á các bạn khoảng chừng 450g măng tây ha, thì một tí xíu nữa mình sẽ cắt cái măng tây này cái khúc vừa ăn ha. Và mình cần một ít cái củ hành hương băm nè. Và mình sẽ cần có thịt cua. Thì cái loại thịt cua này mình mua cái loại là cái càng thịt cua không á các bạn. Rất là ngon. Thì cái hộp cua này á, ở đây là một pound là cỡ 454g. Mình sẽ dùng hết nguyên một cái hũ luôn á các bạn. Đây thì mình có cái phần trứng cút. Trứng cút này Kimberly dùng ở đây là 3 dĩ trứng cút. Mỗi một dĩ như vậy là cỡ 15 trứng á. Thì khoảng như 45-50 trứng cút ha. Và ở đây thì hôm nay Kimberly sẽ dùng cái nước chicken broth cho cái nước súp của mình được ngọt. Nếu như mà các bạn có thời gian đó thì mình hầm xương heo ha, để mình lấy cái nước ngọt để mình nấu súp. Còn hôm nay thì mình không có thời gian các bạn, cho nên mình dùng cái chicken broth, cái súp gà để mình nấu cho nó lẹ hơn. Nồi nước này trong đây là 4 lít nước ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho 4 lít nước này lên trên bếp mình nấu cho sôi. Sau đó mình nấu cái phần súp măng cua của mình nha. Cái phần nước chicken broth này các bạn, súp gà ở đây, cái hộp này là 2 pound, cỡ là 32 ounce ha. Thì mình dùng phân nửa cái phần nước cốt súp gà này mình cho vào chung với 4 lít nước nha. Mình sẽ cho vào đây cỡ 3 cup, tương đương với 3 chén ăn cơm ha các bạn. Nếu như mà các bạn có thời gian mình hầm xương để lấy cái nước ngọt á, thì mình không cần phải dùng cái nước súp gà này. Trong lúc mình nấu nước cho sôi các bạn, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cái phần măng tây ha. Mình sẽ cắt những cái khúc nhỏ nhỏ, ngắn ngắn như thế này nè. Cỡ khoảng một đốt ngón tay á các bạn. Cỡ một đốt ngón tay là cỡ 1 inch ha. Đó, mình cắt cỡ như thế này. Sau đó rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cắt hết cái phần măng tây của mình ha. Giờ mình sẽ chuẩn bị để mình đi xào cái phần thịt cua nha các bạn. Mình sẽ ướp vào trong phần thịt cua này một tí xíu gia vị ha. Mình cho vào đây một tí xíu hành hương nè. Và mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột nêm. Trộn đều lên ha. Trong cái phần nước súp này các bạn, mình sẽ cho vào đây trước tiên là 4 muỗng canh đường. Mình nêm tí xíu gia vị vào đây. Sau đó một lát nữa mình sẽ nêm nếm lại xem coi có vừa khẩu vị gia đình mình hay không ha. Và mình cho vào đây một muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh muối. Mình cho trước vào đây một tí xíu nữa mình nêm nếm lại. Giờ thì trên bếp mình sẽ bắt lên một cái chảo và mình xào sơ qua cái phần thịt cua của mình với cái hành phi cho được thơm ha. Trên cái chảo này mình cho vào một miếng dầu, sau đó mình cho một hành hương vào để mình phi cho thơm ha. Khi cho cái phần hành hương này nó vàng và thơm rồi, mình sẽ cho cái phần thịt cua lúc nãy mình ướp vào mình xào ha các bạn. Xào sơ qua cái phần thịt cua của mình rồi, bây giờ rất là thơm mùi hành. Sau đó mình sẽ ụp cái phần thịt cua này vào trong cái nồi nước súp ha. Và các bạn nhớ là mình để lửa nhỏ thôi, không có để lửa lớn, rồi xong rồi mình hớt bọt ha. Phần trứng cút mình cũng sẽ cho vào chung luôn ha. Mình sẽ dùng ở đây là 4 cái trứng gà, nhưng mà mình chỉ dùng tròng trắng của trứng gà thôi các bạn ha. Và cái phần măng này đó, khi nào mình cho vào á, mình cho vào sau cùng, để nếu mà măng nó chín quá cũng không ngon nữa. Cho nên các bạn đừng có cho vào sớm quá. Bây giờ mình chỉ lấy 4 cái tròng trắng của trứng gà ha.
Và mình cũng chuẩn bị cái phần bột năng để một tí xíu nữa mình cho vào súp để nó sền sệt đó các bạn. Cho vào trong tô này cỡ 13 muỗng canh nước ha. Sau đó mình cho cái phần bột năng vào thì mình cho vào từ từ để mình quậy, mình thấy sền sệt độ vừa phải là được rồi. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ cho vào đây chừng 5 muỗng canh ha các bạn. 5 muỗng canh bột năng để mình quậy nó. Rồi tí xíu nữa mình cho vào trong nồi từ từ thì mình canh nó độ sền, độ sánh các bạn, sền sệt là được rồi, đừng có mà đặc quá mà cũng đừng có lỏng quá. Mình quậy cho đều lên ha. Cái súp măng cua này rất là dễ làm luôn á các bạn. Mà ăn nó rất là ngon ha. Cái nước trong cái nồi súp của mình sôi thật là sôi rồi, bây giờ mình cho từng muỗng bột năng vào mình quậy ha. Với cái liều lượng mình cho vào đây là 5 muỗng canh bột năng á các bạn. Kimberly thấy á, cái súp của mình nó sền sệt lỏng lỏng như vậy là được rồi. Các bạn đừng có làm cho nó đặc quá, tại vì khi mà cái súp của mình nguội á thì nó sẽ đặc thêm nữa. Cho nên bây giờ thì mình thấy vừa rồi ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần lòng trắng trứng vào, các bạn cho vào, các bạn quậy từ từ, cho vào ít thôi nha. Mình quậy từ từ để cho nó có cái dây cái nó đẹp á. Bạn cho vào một tí xíu, xong các bạn quậy. Trong lúc này thì mình để cho lửa lớn ha. Các bạn cho từng chút vào rồi mình quậy. Mình quậy xong rồi mình cho vào tiếp. Mình cho vào từ từ, cái mình quậy các bạn thấy nè, cái lòng trắng trứng đó, nó ra từng miếng như vậy, rất là đẹp và ngon. Còn nếu như mà các bạn cho vào một lần một đó, nó sẽ gom lại một cục á, nó không có đều ra thì nó sẽ không có nhìn, không cái nồi súp của mình không có hấp dẫn. Rồi bây giờ thì sau khi cho vào tất cả rồi, bây giờ mình sẽ nêm nếm lại một lần nữa xem những cái gia vị mình cho vào đây á có vừa ăn với cái khẩu vị của gia đình mình hay không ha các bạn. Với cái liều lượng mình cho vào lúc nãy giờ các bạn, Kimberly thấy là rất là vừa ăn rồi. Thì bây giờ mình không còn phải nêm nếm gì nữa hết. Thì với cái khẩu vị gia đình nhà của mình á, thấy là đã vừa rồi đó các bạn. Còn các bạn nêm lại giùm Kimberly ha. Nếu như mà mặn nhạt như thế nào các bạn điều chỉnh để cho vừa với khẩu vị gia đình của mình. Khi mà cho tất cả vào rồi, bây giờ cuối cùng mình sẽ cho cái phần măng tây vào. Thì cái măng tây này á các bạn, các bạn cho vào xong mình tắt bếp liền nha, đừng có để cho nó chín quá, nó sẽ không có ngon. Thì giờ này Kimberly đã tắt bếp rồi và mình cho cái măng tây vào sau cùng hết. Măng tây này ăn nó còn hơi giòn giòn á, nó mới ngon các bạn. Đó, thế là mình đã xong cái nồi súp măng cua rồi nè các bạn ơi. Rất là hấp dẫn luôn á ha, cũng dễ làm, không có gì khó các bạn ha. Rồi mình nhấc xuống khỏi bếp nha. Đây các bạn ơi, cái nồi súp măng cua của mình đã xong rồi, rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ Kimberly sẽ múc ra chén và mình chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Mình sẽ cho vào một ít tiêu nè. Còn nếu như mà các bạn nào muốn ăn cay đó, mình cho vào một ít ớt sa tế ha. Rồi bây giờ Kimberly mời tất cả mọi người cùng thưởng thức súp măng cua với Kimberly ngày hôm nay. Mình sẽ thử cho các bạn nha. Mình sẽ thử xem coi có ngon hay không ha. Rất là ngọt, ngon lắm các bạn ơi, thịt cua ngọt vô cùng luôn á. Cái măng tây mình nấu như vậy á, vừa chín tới nó còn giòn á, các bạn ăn rất là ngon. Kimberly đã chia sẻ xong cái món súp măng cua tới cô chú anh chị và các bạn rồi ha. Nếu như mà yêu thích cái video này đó thì anh chị và các bạn hãy vui lòng bấm vào cái nút đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha, để cập nhật những video mới mà Kimberly sẽ chia sẻ ha.
Cảm ơn chị và các bạn. Chúc cho tất cả mọi người có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân yêu của mình. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tới.